chào các anh chị, mình đang có mặt tại đèo Hải Vân nha, đang đỉnh đèo đây, đang dừng chân nghỉ. Ở dưới bên kia là Huế hả? Trên đỉnh đèo đây mình lúc trước rất kia lặng, gió. Đây là chúng ta sẽ tham quan một số cái đồn bốt của ngày xưa nó còn sót lại các anh chị. Có rất nhiều người lên. Mấy cái lô cốt này hồi xưa người ta đứng canh gác. Sau thì qua bên kia là thuộc về Đà Nẵng, còn bên đây là thừa Thiên Huế.